Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình văn hóa quan họ của Đài Phát Thanh và Truyền Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, làng Hoài Trung còn có tên gọi là Biệu Giữa hay Biệu Quan thuộc xã Liên Bão, huyện Tiên Du, là một trong 49 làng quan họ cổ của Bắc Ninh. Nơi đây được xem là đã sản sinh ra những con người dịu dàng, nết na với giọng ca đặc trưng của làng quan họ cổ. Từ bao đời nay, quan họ luôn là một phần máu thịt không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Nhiều thế hệ liền anh liền chị trẻ tuổi đã tiếp bước truyền thống gia đình quê hương đã tự nguyện tìm đến với quan họ bằng những tình cảm sâu nặng của riêng mình. Và trong chương trình văn hóa quan họ ngày hôm nay, qua những chia sẻ của những nhà nghiên cứu chuyên gia tìm hiểu về văn hóa quan họ, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa và lối chơi quan họ của làng Hoài Trung. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Để giúp quý vị và các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về những nét độc đáo trong lối chơi quan họ của làng Hoài Trung, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi. À, xin cảm ơn Phương Dung. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, làng Hoài Trung hay còn có tên nôm là làng Bịu Trung, bựu giữa là một trong 49 làng quan họ gốc của tỉnh Bắc Ninh. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, làng Hoài Trung vẫn từng nước tiếng xứ Kinh Bắc xưa kia bởi lối chơi quan họ tinh túy và mực thước. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông Mùi, trước khi tìm hiểu làng quan họ Hoài Trung với tư cách là một làng quan họ cổ, thì ông có thể làm rõ cho quý vị khán giả làng Hoài Trung với tư cách là một làng Việt cổ. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì ông có thể cho biết, vậy thì Hoài Trung là địa danh của một xã hay một làng thương? Cho đến ngày nay đó, thì không mấy người còn nhớ ra là Hoài Trung là một xã. Mà thường thường người ta cứ nói là làng thôi chứ không nói xã và cũng nói luôn để phương dung mà quý vị biết là nói đến làng Hoài Trung nữa thì là có rất nhiều khán giả không biết nó ở đâu tại vì người ta không quen với cái chữ cái tên chữ này có thế chỉ nói đơn giản thì đó là làng Bưu Giữa à, tôi có thể trả lời phương dung và quý vị luôn là thế này trước khi nó là làng thì nó là xã hay nói một cái chính xác hơn nữa thì vào đầu Nguyễn mà còn thời quý Lê đó, thì ở đây vẫn là xã Hoài Trung xã hoài bão chung thế nhưng mà sau này khi đến cuối nguyễn đó, thì tất cả những cái xã đó là đã biến giải thành làng và từ đó thì cái tên làng cũng đã kéo dài tới hai trăm năm nay rồi thì người ta quen gọi đó là làng hoài trung thế còn làng hoài trung à, nằm ở đâu thì xin thưa là làng hoài trung ngày xưa nằm ở trong tổng hoài bão cái tổng hoài báo này đấy ngày xưa có gồm có năm xã đây là tôi đương nói về cái địa danh của thời lê thời trịnh cái lúc đó không phải là là, là, là xã hoài trung hay là xã hoài báo mà ngày xưa đó nó là tổng hoài báo tổng hoài báo ngày xưa gồm có năm xã ở đây tôi nhắc lại nữa là phải thời Lê đấy thì tổng hoài báo gồm có năm xã năm xã đó là gì đó là hoài báo trung hoài báo thượng hoài báo thị hồi báo và bái uyên ngày nay có lẽ ít người nghe cái tên hồi bão nhưng mà vào cái thời điểm này thì ngoài ba làng hoài bão trung thượng thị Gia thì có một làng thứ tư đó là làng hồi bão hồi bão mà ngoặc đơn đó là nói về làng trè và làng dọc trước đây là hai làng này cũng là một xã xã có tên là hồi bão và bên cạnh hồi bão thì còn có một cái xã nữa đó là xã bái uyên người ta cũng ít khi nghe nói, nói xã Bái Uyên người ta chỉ nghe nói làng Bái Uyên bởi vì cái xã Bái Uyên nó từ xa xưa rồi không mấy người để ý tới thế thì tôi nhắc lại là họa xã tổng hoài báo xưa đấy thì gồm có 5 xã thế và uh, sau này đó thì cái tổng hoài báo bắt đầu triều nguyễn đó, thì là do tổng hoài báo nằm sát với tổng nội duệ tổng hoài báo lại có một cái địa bàn là rất gần cái núi lim núi hồng bân uh, cho nên đó, là đến đầu triều Nguyễn sau khi Gia Long lên ngôi thì có rất rất nhiều những cái biến đổi về hành chính cho nên Bắc Ninh chúng ta cũng có rất nhiều đơn vị xã phường tách ra rồi nhập vào thế thì vào thời điểm này đó thì có một cái sự kiện nhất rất quan trọng mà chúng ta cần nhớ đó là toàn bộ cái tổng hoài bão gồm có năm xã và đến nhà Nguyễn thì người ta ghép vào với năm xã một phường của tổng nội duệ đấy lý do thì tôi nói rồi tức là nó nằm ngay sát tổng nội duệ nó lại làm bao bọc xung quanh cái đồi lim cái núi lim vì thế cho nên nhà nguyễn kéo luôn nó về thế và lúc đó thì giải thể cái tổng uh, hoài báo tổng hoài báo không còn nữa và tất cả năm xã của tổng hoài báo ghép vào với uh, 6 xã của tổng nội duệ thành tổng số là 11 đơn vị thế nhưng mà uh, có một cái điều mà tôi cần nói năm xã và một phường Bây giờ thì chúng ta ở thành phố, ở thị xã, chúng ta không gọi là xã mà chúng ta gọi là phường. Thế thì xa xưa đó, cái từ phường này nó đã có, nhưng nó không giống như bây giờ. Thế thì phường này là phường gì? Tức là giáo phường tiên du. Tức là vào cái thời điểm này đó, thì tổng nội duệ có 5 xã và có một phường. Phường đó là giáo phường tiên du. Thế còn 5 xã của nội duệ thì gồm có những xã nào? Ờ, tôi muốn nói qua để người của địa bàn đó, những người dân ở vùng quê đó chúng ta cũng nhớ xem mình là những xã nào thuộc tổng nội duệ vào những cái thời điểm xa xưa à, tổng nội duệ ngày xưa có xã nội duệ có xã duệ nam có xã duệ khánh có xã lũng giang xã xuân ổ và giáo phường tiên du thế thì có người sẽ hỏi tôi rằng tại sao bên cạnh các cái xã lại có một cái đơn vị gọi là giáo phường Thế thì tôi cũng xin thưa ở đây nó có một cái chi tiết nho nhỏ, nhỏ. À, đó là vào cái thời điểm ấy thì ở làng đình cả thuộc xã nội duệ tổng nội duệ có một vị quan lớn có tên là quận công đỗ nguyễn thụy quận công đỗ nguyễn thụy là một người rất có công với triều đình và về hưu đó ông ta cũng có nhiều bổng lộc toàn bộ cái gia sản cái bổng lộc của ông ta hầu hết là ông ta đem uh, tiến cho làng cho tổng cho nên toàn bộ cái dân của tổng nội duệ gồm có năm xã một phường thì đều được hưởng ơn mưa móc của ông uh, Đỗ Nguyễn Thụy tức là quận công tất nhiên làm quan mà được phong đến cái mức quận công thì là quan rất là to rồi rất là là là, là, là quan trọng và rất là, là bổng độc rất là nhiều nhưng mà ông ta không vun cho cá nhân và ông ta lại lo cho cả làng lo cho cả tổng vì thế cho nên ông ta vốn là một người rất yêu âm nhạc yêu nghệ thuật yêu ca hát và bên cạnh những cái xã ông ta thêm một cái phường đó là giáo phường Tiên Du ở cái giáo phường này thì dành riêng cho tất cả đào hát, kép hát. Thế cái nguồn kinh phí để nuôi cho cái giáo phường đó thì cũng chỉ có một phần thôi. Thế còn cái, cái quan trọng là tất cả những cái người trong giáo phường này, những kép, những đào này, trong những cái lúc mà không tham gia biểu diễn nghệ thuật thì họ cũng làm ruộng, cũng làm đồng, cũng cày cấy giống như là một cái công dân bình thường của tổng, của làng. Thế cho nên ở đây tôi muốn mở ngoặc ra là riêng tổng nội vệ thì có 5 xã, và có một giáo phường đó là giáo phường tiên du uh, chuyên môn để phục vụ cho ca hát vào những ngày tế lễ trong năm và có một loạt các cái xã của cái tổng hoài bão tự nhiên lại gắn bó với cái hội lim và trở thành uh, những các cái, cái uh, vệ tinh xung quanh cái đồi lim và vào những ngày hội lim và đó cũng là giải thích tại sao mà cái hội ở đấy nó lại là hội lớn nhất của cả vùng bởi vì hội ở nơi khác chỉ là hội làng hội xã thôi nhưng mà riêng hội lim đó, thì đó là hội của cả tổng nội duệ và tổng nội duệ thì có những cái thời điểm có tới 10 xã vì thế cho nên vào những cái ngày hội liêm thì tất cả 10 cái xã này đều tham gia tế dước rồi ca hát quan họ đều mở hội linh đình và hội liêm đã trở thành một cái điểm sáng của hội sư bắc đã trở thành một cái tâm điểm thu hút khách muôn nơi không chỉ trong nước mà kể cả một số bạn bè của các nước quanh vùng nữa cũng về tham gia dự hội liêm cho nên có thể nói rằng là Hội Liêm từ khi mà nhà Nguyễn sáp nhập thêm tổng Hoài Bão thì trở thành rất là hoành tráng, rất là lớn trong vùng và vì thế cho nên cái sức sống, cái sự mà thu hút của Hội Lim đã là hấp dẫn rồi thì đến cái thời điểm này nó càng hấp dẫn hơn. À, vâng thưa ông, vậy thì sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì làng Hoài Trung ra sao ạ? Ông có thể chia sẻ rõ hơn điều này cho quý vị khán giả biết được không ạ? Trước đây thì người ta vẫn quen là tổng Hoài Bão Thế rồi thì là xã Hoài Bảo Trung, Hoài Bảo Thượng Thế nhưng mà sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công Thì cái tên Hoài Bảo gần lùi về trong lịch sử Người ta cũng còn nhớ tới nữa Và thay cho cái Hoài Bảo Thì người ta gọi là Liên Báo Và xã Liên Báo Thì trong đó những cái xã như là xã à, Bịu Trung, Bịu Giữa, Bịu Ngoài Thì bây giờ biến thành làng hết rồi Và toàn bộ đó cái xã Hoài Bảo xưa đó thì đã đổi thành cái xã liên bảo và cho đến gần đây đó thì người ta chỉ còn quen biết đến những cái từ quen gọi đó là ví dụ như là làng Bịu Sim đó là Hoài Thị, làng Bịu giữa đó là Hoài Trung, rồi thì làng Hoài Thượng đó là Bịu Ngoài. Thế thì tên nôm, tên chữ luôn luôn song hành nhưng mà có lẽ dân ta cũng quen mấy tên chữ lắm. Cho nên chỉ nhớ về làng Bịu Về với quê hương Hoài Bão Tiên Du đối với nhiều người thì đó không chỉ là một vùng đất cổ với những đình chùa, nghè miếu, tài danh quan họ mà nơi đây thì còn nổi tiếng với nhiều người là một vùng đất khoa bảng học hành. Vậy thì ngay bây giờ ông có thể chia sẻ rõ hơn điều này cho quý vị khán giả biết được không ạ? Khi nói về Hoài Trung, Hoài Thị, Hoài Thượng, nói về cái khu vực của Hoài Bão mà chúng ta chỉ nhắc tới cái truyền thống quan họ, cái truyền hóa văn hóa chung chung thôi thì thật là chưa đủ bởi vì đó nói tới cái khu vực này chúng ta phải nhắc tới đây là một miền đất khoa bảng ở bắc ninh chúng ta thì có rất nhiều những cái vùng đất khoa bảng bởi vì chúng ta cũng biết đây là quê hương của một giỏ ông đồ một bộ tiến sĩ một bị trạng nguyên vì thế cho nên một số các cái làng ở trong cái kinh bắc bắc ninh ấy, thì vốn nổi tiếng về đất khoa bảng nhưng mà nói tới làng bịu nói chung đó thì chúng ta không thể không nhắc tới ở đây có một cái dòng tộc có một cái gia đình mà cái truyền thống khoa bảng đó thì đã nức tiếng cả vùng một thời rất nhiều người đỗ đạt cao rất nhiều tiến sĩ nhưng mà tôi muốn nhắc tới một gia đình hiện nay đó ở làng ấy, vẫn còn có một cái đền thờ có cả những cái nhà thờ rất là lớn để thờ một nhân vật quan trọng trong dòng họ đó dòng họ đó là dòng họ nguyễn đăng trong một gia đình nhà Nguyễn Đăng thôi mà có cái thời điểm đó có tới mấy vị đỗ đại khoa người đỗ cao nhất đó là ông Nguyễn Đăng Đạo đỗ trạng nguyên người đỗ cao nhì thứ hai đó là bác ruột đỗ Thám Hoa trạng nguyên bảng nhãn Thám Hoa tức là ông đỗ thứ ba trong mỗi kỳ thi to nhất của của đất nước đấy là Thám Hoa còn nói về Thám Hoa của Nguyễn Đăng Cào đó thì tôi cũng mở ngoặc thêm nói thêm một chút để cho bạn và khán giả hiểu là tuy rằng là đỗ thám hoa nhưng mà dân trong vùng vẫn coi ông ta như là một vị trạng bởi vì cái tài học của ông ta đó cái thông minh cái uyên bác đó thì có thể nói là rất nổi tiếng thế còn cái lý do mà ông ta đỗ thám hoa thì có nhiều cái lý do trong đó có một cái lý do tức là ông ta vốn là một người cũng hơi ngang thứ hai nói thẳng cho nên cái đó cũng có thể làm ảnh hưởng một phần tới cái kết quả thi cử của ông nhưng mà triều đình thì vẫn biết tài của ông cho nên có nhiều lần sứ thần phương bắc sang đó cả triều đình các quan trạng các quan bảng nhẫn các cái quan to đó lúng túng không thể đối đáp được thì nhà vua đã cho về tận kinh bắc để đi tìm ông và người ta đồn rằng lúc đó ông nương thì kéo vó ở ngoài đồng thế và đón ông về, về kinh để tiếp sứ thần phía bắc điều đó chứng tỏ rằng tuy là thám hoa nhưng ông cũng rất là rất là giỏi thế thì em ruột của ông tức là bố đẻ của trạng nguyên nguyễn đạo đó là ông nguyễn đăng tuân tức là trong gia đình có cả tiến sĩ có cả thám hoa có cả trạng nguyên và cũng để nói với phương dung và quý vị là vì với những cái công lao to lớn của ông thế cho nên đó là tỉnh bắc ninh ngày nay ở giữa trung tâm thành phố bắc ninh có một con đường khá lớn khá rộng khá là khang trang mang tên ông đó là đường nguyễn đăng đạo và nếu ai còn chưa biết thì thông qua câu chuyện hôm nay chúng ta nên nhớ rằng cái con đường đó được mang tên một con người một trạng nguyên mà trạng nguyên không cho thóc dân ta còn nheo nhóc trạng nguyên không cho tiền dân ta bao giờ yên công cho thức thóc đức cho tiền công đức ấy bao giờ quên thì con đường ấy chính là mang tên người con trai của làng hoài bão của làng hoài trung của làng uh, liên bão cho nên có thể nói rằng là uh, với cái uh, tấm gương về học hành khoa bảng ở làng Hoài Bảo nói chung và Trạng Nguyên nói riêng nữa thì đã là một cái tấm gương thôi thúc cho cái lớp trẻ của thế hệ hôm nay. Hoài Trung quả là một làng quê Việt cổ, một làng khoa bảng rất là đối tự hào, một làng quê với rất là nhiều vẻ đẹp cổ kính, cùng những cái công trình kiến trúc, những cái thiết chế văn hóa và những cái thuần phong mỹ tục gần gũi với những người dân với những cái con người rất là nhân hậu và khoa bảng. Vậy thì ngay bây giờ thì ông có thể cho khán giả đã theo dõi chương trình tỏ tường về những nét đẹp riêng có của làng quan họ Hoài Trung không ạ? Ở đây đó thì đúng là ngoài cái việc là một làng cổ với rất nhiều những thần phong mỹ tục, thế rồi thì nó là một làng khoa bảng. Thế còn thì Hòa Trung còn là một làng quan họ rất là nổi tiếng. Như đã có người nói rằng đó là Hòa Trung vốn là một trong những làng tổ của quan họ Bắc Ninh. Thế thì nói về cái làng Hòa Trung này thì chúng ta không thể không nhắc tới một cái vị trí của Hoài Trung mà dân trong vùng đó là ai ai cũng trân trọng. Cái lý do mà trân trọng là Hoài Trung. Ngoài cái việc mà trong cái đồn dân gian nói rằng đây cũng là một cái làng tổ của quan họ giá thì chúng ta biết là làng Diềm Xá hiện được coi là thủy tổ quan họ. Thế thì làng Diềm Xá có rất nhiều bạn kết nghĩa, kết bạn quan họ nhưng không có một làng nào mà có một cái dấu ấn đặc biệt như là làng ngoài chung như là, là những làng Biệu, quan họ diềm Biệu, quan họ Biệu diềm, cái mối bang giao này đấy nó trở thành tấm gương, thành mẫu mực cho quan hệ giữa các cái làng quê quan họ, tức là họ coi nhau như anh em một nhà, mà không phải là bây giờ và từ rất xa xưa, cho nên cái tình cảm của hai làng đấy nó cực kỳ thủy chung trong sáng và nó cực kỳ đó là được trân trọng giữ gìn vì thế cho nên khi nói tới những cái mối quan hệ uh, quan hệ giữa các làng quan họ đó thì ở đây không ai là không nhớ ngay đến mối quan hệ diềm bịu bịu diềm và để chứng minh cho cái chuyện mà quan họ diềm bịu bịu diềm đó thì có rất nhiều những cái giai thoại nói về tình cảm quan họ giữa hai làng mà trong quá trình đi tìm hiểu nghiên cứu đó thì tôi được biết và tôi thật kính trọng và khâm phục ở đây đó ngoài cái mối quan hệ giữa hai làng ra đó thì làng Diềm và làng Bịu người ta được xem coi như là hai làng quan họ cổ nhất vùng. Có nhiều những bài quan họ cổ nhất vùng, có lối chơi cổ nhất vùng và đặc biệt là có lối sống cũng cổ nhất vùng. Hai làng này người ta sống với nhau rất hồn hậu, à, những người ta sống với nhau rất là 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 là, là yêu thương nồng thắm trong cái quan hệ những à, những anh em một nhà. Quan hệ giữa hai làng đã đành rồi, trong quan hệ cùng một làng thì họ cũng lại trân trọng, quý mến nhau như vậy vì thế cho nên nói tới cái làng quan họ hoài trung nói tới quan họ làng diềm thì ngoài cái ca ngợi về những đàn điệu dân ca những phong tục tập quán những cái khoa bảng thì đặc biệt tôi muốn nhấn đó là cái phong cách cái nhân cách cái lối chơi của quan họ hai làng này nó cũng xứng đáng là mẫu là một cái hình để cho mọi người để soi vào đó để mà noi theo nó không bị phôi pha qua thời gian họ vẫn còn giữ được nguyên sơ những cái hồn hậu của cái làng. Ở quan họ Hoài Trung xưa thì đã vậy, còn nay thì sao? Ông có thể cho biết về phong trào ca hát hiện nay của làng quan họ Hoài Trung được không ạ? để tiếp nối cái truyền thống xa xưa đó, thì ngày nay quan họ của Hoài Trung cũng phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng mà cũng chỉ là những năm gần đây thôi. Chứ còn thì vào những cái năm cách đây khoảng độ 40 năm nữa, lúc mà khi mà nghệ sĩ Minh Phúc rồi thì nghệ sĩ Ba Trọng Vũ Lẫm rồi Thúy Cải về siêu tầm nữa thì quan họ ở chung cũng không còn nhiều nghệ nhân và số những câu hát cũng không có nhiều nhưng mà có những cái câu hát mà tôi đặc biệt uh, lưu ý là nó mang cái màu của Hoài Trung riêng có uh, ví dụ như là cái bài mà bây giờ tôi quen thuộc là bài năm sào đó bài hát năm sào hiện nay là một bài rất phổ thông thì cũng siêu tầm ở làng Hoài Trung từ hồi đó Ngoài ra thì còn có con cái bài là con chim bay là bay la, thế rồi còn có cái bài mà uh, về chùa Hương thích xa thay. Đấy là một số bài. Uh, do cái truyền thống của quê hương nó vốn có từ xa xưa cho nên có một thời gian nó tạm lắng nhưng mà sau đó thì quan họ của Hòa Trung lại bừng dậy lại vươn tới. Và ngày nay đó thì ở đó cũng có một câu lạc bộ khá đông đảo, tức là cũng có tới gần 40 các anh chị em tham gia câu lạc bộ thế và trong số đó thì có những cái người rất đáng lưu tâm ví dụ như là chị Nguyễn Thị Hằng là chủ nhiệm câu lạc bộ và đặc biệt tôi mới nhắc tới đó là anh Hai Thắng là phó chủ nhiệm anh Hai Thắng là cháu năm đời của một gia đình có truyền thống hát quan họ vốn là cháu năm đời cho nên anh kể chuyện là lúc bé đó là ông nội còn kéo theo đi sang hội của làng bên chỉ để ngồi và nghe quan họ và có lẽ những lần nghe quan họ ấy nó mỗi lần một chút nó ngấm vào trong lòng anh và khi lớn lên nữa thì là cái nghiệp nó đã dính vào trong cái cái thân anh và anh gắn bó với quan họ suốt bao nhiêu năm nay năm nay anh gần 50 tuổi nhưng mà có thể gắn bó với quan họ được hơn 40 năm rồi tức là à, đi đâu cũng quan họ ăn quan họ ngủ quan họ anh ta thuộc rất rất nhiều câu hát quan họ rất là màu rất là hay mặc dù không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng mà bằng cái tình yêu của mình bằng cái năng khiếu vốn có cho nên anh năng đổ và bây giờ anh chính là một cái đầu tàu uh, trong số hai người làm lãnh đạo của câu lạc bộ. Và đương thì kéo theo cả rất nhiều những cái thế hệ sau ở nhiều lứa tuổi. Cho nên uh, là cũng chỉ thông báo với tất cả mọi người là quan họ ở Hoài Trung hiện nay đã và đang phát triển rất là mạnh mẽ. Cũng đã tham gia thi hội đầu xuân, cũng đã giành được giải nhì 130 câu, giành, giành được giải ba 150 câu và rất rất nhiều giải thưởng khác. Cho nên cũng xin thông báo để chúng ta cùng mừng cho Hoài Trung là truyền thống của Hoài Trung vẫn luôn được giữ gìn, phát triển. Và đặc biệt là cái tâm đẹp, cái lòng đẹp, cái ý nghĩa chơi quan họ của Hoài Trung ấy, thì luôn được giữ gìn. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi với những chia sẻ rất là thú vị và độc đáo về làng quan họ Hoài Trung ngày hôm nay ạ. Quý vị các bạn thân mến, tới đây thì chương trình văn hóa quan họ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Ninh cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.